cái phần cô làm là bao nhiêu vậy cô? Hả? Cái phần mà cô cái đang làm là 20. Wow, cái máy bào này không phải ở đâu cũng có đâu, giờ ít có chỗ nào bán giống vậy lắm nha. Ơi, hiện tại là tụi mình đang đứng ở nhà thờ Tinh Đình nha mọi người. Sao vậy Lộc, làm gì ạ? Coi bóp còn tiền không để đi ăn hả? Đúng rồi. Hôm nay là 12 giờ trưa, mình đang đứng ở nhà thờ Tinh Đình, không biết ở đây có cái món gì ngon không ta? Có đó, có một món cực kỳ hot khu này nha. Sẵn dịp hôm nay mình sẽ ăn mừng kênh của mình sau gần một năm trời đã rút được tiền của YouTube. À, đúng rồi, đây có một cái món quà. Cái này là anh em mình đã để dành rất lâu rồi để mà chuẩn bị ăn mừng khi mà mình đã rút được tiền của YouTube. Thì bây giờ coi như là cho Lộc khui quà luôn. Đây, cái hộp này là một cái bảo bối gì đó. Coi coi, khéo nha, coi chừng bể nha, hàng dế bể nha. Ủa vậy hả, hàng dế bể hả? Ừ. Lại là thau mũng hay là gì nữa hả? Thì tất nhiên là nó sẽ mang một cái hơi hướng gì đó siêu to khổng lồ rồi. Chà, mở đi. Wow, này gói kỹ quá, để lâu lắm rồi á. Để... cái gì mà dữ vậy trời. Hồi xưa mình đi, mình gói nhiều quá mà mình giờ không biết là mình trong này nó còn gì nữa. Ủa? Đẹp vậy? Để coi. Chà, đẹp vậy? Ủa cái này nó bằng cái gì quên mất tiêu rồi ta? Gõ thử. Nó bằng nhựa nha mọi người. À, bằng nhựa thì cũng đỡ rồi, nó sẽ khó bẻ hơn. Ok. Ủa cái này bự quá hả? Đẹp quá à. Ý da. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá Lộc, đứng đứng đứng. À, từ hôm nay cũng mang theo cái này nó đẹp. Đâu rồi? À, cái mui hả? Ừ. Rồi bây giờ ăn cái gì ở đây ta? À, ở nhà thờ Tinh Đình này nào mọi người, chắc chắn là ai cũng sẽ biết là bên kia đường đó, hẻm 250 Hai Bà Trưng nha, phường Tinh Đình quận nhất. Đây là một món ăn ăn vặt tuổi thơ. Đó là món siro đá bào. Siro đá bào. Hồi xưa đi đi lễ nhà thờ hay ăn đúng không? Có. Nhà thờ Tân Phú mình cũng có. Không, ở nhà thờ Tân Phú mình họ chỉ bán đó là siro với đá thôi. Mà như ở đây như là nó làm theo cái kiểu mà giống như là gần giống như là cocktail đúng không? Cocktail là tại vì sau này nó mang hơi hướng của nước ngoài thôi, nó chế biến lại. Nhưng mà bây giờ mình sẽ qua bên đó mình thưởng thức, tại vì nghe nói ở đây thâm niên của nó lâu đời lắm rồi á. Đây bây giờ mình sẽ sẵn tiền là coi như thử thách trong cái xô. Cái này là gọi là cái xô á. Cái này tháo được nè. Ừ. Đây nha. Đây. Rồi mình qua đó thôi. Rồi để mình đóng lại đó. Siro đá bào của cô. Dạ, con chào cô. Dạ, cô xin phép cô cho hỏi là cô tên gì không cô? Tên Tâm. À, cô tên Tâm nha mọi người. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 50 mấy rồi. À, cô cũng 50 mấy tuổi rồi. Cô bán siro đá bào ở đây được bao nhiêu lâu rồi cô nhỉ? Lúc trước là ba chị bán. À, lúc trước là ba của cô bán. À, giờ cô bán được, bây giờ đến đời của cô là cô bán được bao nhiêu lâu rồi cô nhỉ? Cô ba chị bán từ năm 82 bây giờ.
từ năm 82 tới giờ. Rồi. Có nghĩa là cái này qua hai đời rồi đó. À, qua hai đời rồi. À. Đúng rồi. Khủng khiếp quá. Này là ba cô bán trước đây là trước giải phóng luôn đó. Đúng không? Đúng rồi. Ui, lâu lắm luôn rồi. Ừ, lâu. Mấy năm chục năm rồi đó. Rồi sao khủng khiếp quá vậy? Ừ. Bởi vậy. À, cô bán đá bào á thì hồi xưa là bây giờ thì giá đá bào là cô bán là bao nhiêu một ly không nhỉ? 15 ngàn đi, ăn nhiều thì 20. À, 15-20 đó cô. Thức ăn đồ ăn nhiều, vết cây nhiều thì 20. Ở đây là siro của cô là gồm có những loại siro nào hay là chỉ một loại siro? Một loại siro dâu thôi hả cô? Con thấy ở đây là cô có những cái nguyên liệu gì để đổ bỏ vô cái siro như thế hả? Thơm, nước thơm, chấm ruột, chấm ruột, mít, chuối, mận, chanh muối, ai thích ăn thì bỏ vô chanh muối. Cô làm một ly thập cẩm được luôn không cô? Ly thập cẩm là 15 ngàn. Ồ, 15 ngàn. Quá rẻ luôn ha. Quá rẻ luôn. Bao nhiêu năm trời cũng có nhiêu đó. Thời gian. À, cô bán ở đây từ mấy giờ tới mấy giờ cô nhỉ? 10 giờ rưỡi tới 5 giờ. 10 giờ rưỡi tới 5 giờ chiều. Cái thời gian 5 giờ chiều cô nghĩ gì thì con có thấy là con thấy là nó hơi sớm không con? Tại vì thời gian người ta bán rồi. Dạ. Người ta bán hủ tiếu ở đây luôn hả? Cô có nghỉ ngày nào không cô? Không. Cô không nghỉ ngày nào hết nha mọi người. À. Mình thấy là sinh viên anh nhiều lắm luôn á. Thấy ở đây học sinh anh nhiều lắm. Mà cái ngày mà bán đông nhất của cô là ngày nào cô? Cái này vô tình. Không dạ. Ngày khác. Cái ngày khác. Dạ. Cái bình thường là cái ngày đông nhất là ngày bao nhiêu cô? Không biết được, không có chính xác được. Cái ngày chủ nhật nó có đông không? Tại vì con thấy là ngày chủ nhật là người ta đi nhà thờ đây, xe ghế ở đây. Ngày nào cũng vậy, không có ngày nào giống ngày nào. Thôi bây giờ Lộc muốn ăn mấy ly? Bây giờ lấy nhiều đá lắm nè, nhiều đồ ăn lắm luôn á. Nhiều đồ ăn lắm hả? Thôi mình nghĩ là mình sẽ kêu 4 ly đi. Ừ. Rồi 4 ly. Rồi. Đây. Mà ly đó thì cô của cô hay bé đúng không? Lấy vô cái ly này đi. Lấy vô cái xô này đi. Bỏ vô đây đi. Xem cái bán kính của nó nè. Cái điều đó ấn tượng mình đầu tiên á đó là cái tắc muối. À, nói to lên xíu nha. À, cái chanh muối chứ. Chanh muối. Thành như có vụ tắc muối ba. Đây. Cái này á ăn là phải đảo lên. Hơi mặn nha. Đảo lên, không phải vì đảo lên nó mới hòa quyện được. Ở trong này nó có nhiều thứ lắm. Nè đó. Đảo lên đi đã. Rồi cái tắc muối bên trên nó mặn. Ăn nó làm cho nó cân bằng cái độ ngọt lại. Này ở trong hẻm rồi mà mình bánh thấy xe cộ, nghe tiếng xe cộ chạy qua ồn lắm nha mọi người. Chưa nha, chưa mời khán giả nha, tại vì hôm nay là một cái dịp đặc biệt khai trương cái show siro đá bào khổng lồ. Bởi vì là phải mình mang theo cái này là đúng luôn á, chứ nếu mà lấy cái muỗng nhỏ của cô á là không đảo được, thì sợ có cái này đảo nè. Đúng rồi, cái muỗng của cô là tuổi gì với cái này? Cô nói là cái này á, sức chứa của nó là phải gần bằng 10 ly nha. 10 ly bình thường nha. Cái này 4 ly rồi, đã gần được nửa ly rồi. Ừ, 4 ly thôi. Đá thôi. Chứ 10 ly là ăn dập mạch đó, ăn xong là coi như là amidam luôn. Ngồi mà ăn hết rồi quay hết clip mà chắc không hết đâu. Không hết thì mình xin phép là mình bê mình vừa đi về vừa ăn. Ghê. Chưa mời khán giả luôn. Giống như cái đợt mình quay cái cặp ở quán cà phê mèo á, cũng không hết cầm nguyên bình đi về luôn. Thôi cực lắm. Thôi, cái này trong này mời mọi người nha. Trong này có gì đây? Giới thiệu lại coi. Hai cái ống này nè. Gắp được. Trong này có mít nè mọi người. Mít này là mít cô mình cảm nhận là cái mùi ngọt, cái độ giòn. Mình nghĩ là đây là mít Thái. Còn đây là chuối sấy. Mít Thái nè, chuối sấy nè. Cái mận với cái chùm ruột nó giống nhau ha, cái màu giống nhau. Nhưng mà cái mận nó bự hơn phải không? Cái mận là màu đỏ, mận Hà Nội màu đỏ nó to, chùm ruột là cái bên trong nó có hột.
chuối nè, dài đảm nha. Trái nào không có hột. Ừ. Đây là chùm ruột không? Chùm ruột. Ok. Nè. Mình xin nhắc lại địa chỉ là số 250 hẻm 250 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận Nhất nha mọi người. Cô bán từ 10 giờ rưỡi cho tới 5 giờ chiều. Phía bên này nè, phía bên tây của mình nè là cái hàng của cô, còn cái bên này nè mọi người, cả cái hàng của người ta nha. Nói chung là chỉ có vài cái bàn nè mà mình thấy là sinh viên hay là người đi làm á, họ đều thích cái món này. Đâu, trời ăn mất tiêu rồi, đó. Ô, mạnh này làm. Ôi, hay vậy? Thái nè, để cho nó ngấm nước á. Anh thử coi nó có chua không, nó ngọt hay nó làm sao. Sao? Chứ vị nó ngọt nhẹ, sạch. Trời, thèm quá, hôm nay Lộc lại hay chương cái đồ ăn mới, nhưng mà mình nghĩ là cái này nó sẽ vượt qua được. Nó sẽ không bị fail giống như lần trước ăn cơm gà. Sợ quá. Hên quá, cái này là nó bằng nhựa, nhựa cứng giống như ấy. Có cái quai rời ấy nè mọi người. Cái này ăn được nhiều món lắm nha. Ăn được nhiều món lắm à. Mình nghĩ là có món mạnh luôn á. Ăn hơi kỳ thôi đúng không? Nhưng mà cái này mình nghĩ là nên ăn vặt. Ăn chè. Mình nghĩ là cái show này sẽ theo tụi mình đi trải nghiệm những cái quán ăn vặt như là nước hoặc là chè gì đó. Rồi ok. À, cái mạnh ở đây á, thì mọi người ăn từ từ nha, không ăn nhanh được, tại vì cái hột nó cắm vô. Mình nghĩ nuốt được mà. Ê, nó ra nước rồi nè. Đó. Mà mình thấy cái ống hút này hơi bé, mình phải chơi cái ống hút trên châu ha. Cái này ở đây là hình như là cô bán qua hai đời rồi. Là hôm nay, năm nay cô năm mươi mấy tuổi rồi. 52 tuổi. Ừ. 52, 53 rồi mà mình thấy là coi như cái đời của bố cô là chắc cũng phải... Cô nói là cô phụ hòa của bố cô hồi năm 1982. Ui, lâu lắm luôn quá. Ừ. Nhưng mà theo mình coi tìm hiểu trên mạng là có người thì người ta ghi là 45 năm. Có người ta nói là gần 60 năm. Nếu mà tính từ sau giải phóng 1975 thì cũng 60 năm chưa ta? 7, 8, 9, 10, 2000. 10, 20, 50 năm, 60 năm có rồi đó mọi người. Thì đó, hơn thì sơ nửa thế kỷ rồi. Mà cái món này á, nó hay bán ở trước cổng trường học là cái thứ nhất, hoặc là trước cổng nhà thờ. Ha. Hồi xưa mình đi nhà thờ á, mình buổi trưa mình ra là có cái chú đó, chú đứng chú bán. Bây giờ đến bây giờ chú vẫn còn bán, nhưng mà mình lúc đó mình chưa có tiền. Mình không có tiền để mình mua mấy cái siro đá bào này mình uống. Mình thử, tại vì á hồi nhỏ là mình cứ nghĩ là mấy cái món này là người ta cho đường hóa học nhiều á, nó không có được nguyên chất, mà không phải ai cũng bán ngon được. Sao cái nước đó sao Lộc? Nước ngọt đã lắm, ngọt mát mà đúng không? Đem xen lẫn đó là cái phần chanh muối, nó mạnh, nó cân bằng, ngon lắm. Hên á, trưa nay nắng á, chứ bình thường mà dạo này vô mùa mưa rồi á, trưa nào không mưa hết á. Nè, nhìn vậy thôi chứ bự nha. Rồi đó. Cái ngon quá mọi người. Mình nghĩ á, tụi tới đây á, chủ đạo mua là cái mật chùm ruột với lại cái chanh muối, ngon lắm. Nói chung á là cái món này hình như nó không có quá ngọt. Đúng rồi. Nhưng mà nó có ngọt á thì được chanh muối cân bằng rồi, rất là ngon luôn. Cái mùi chanh muối á, khi mà mình cầm cái ly ra mình thử cái một thôi là mình thấy cái mùi chanh muối là hấp dẫn rồi. Đây là góc quay hoàn hảo. Cái hẻm này mát ghê á. Ừ, hẻm này nè, biết sao không, có mái che à. Hẻm này có mái che. Nói chung là trời nắng nó tan đá ra thì ăn nó nhanh đúng không? Nhưng mà công nhận là mút đã lắm. Nhưng mà mình thấy cái hột mận nè mọi người, thấy cái hột nè. Hột mận với chùm ruột nè. Chùm ruột nó màu đỏ, còn mận nó hơi màu cam. Nhưng mà ăn là đừng có cắn nhanh nha, cắn nhanh là
dễ bị mẻ răng lắm nha, hư răng á. Đúng rồi, mấy cái hồ này nè, người cắn răng nó mẻ răng á. Thì nói chung là cũng được hơn phân nửa rồi nè. Cái dứa có thơm rồi. Há nhỏ ra. Miếng dứa hết tầm 4 không? Có làm cái muối. Mình há nhỏ ra, ngập miếng nước đường. Thấy không? Thứ vậy. Cô lấy lá bào bào, bảo khi mà nó còn mỏng lé cái cô đập ra, cô bỏ trong cái thau đựng làm đựng dứa nè. Đúng. Nói chung á mình thấy là bán hết tới đâu cái là thêm đồ ăn lên tới đó hay sao á. Ha. Hết đồ ăn đó là cô sẽ qua chợ Thập Tự cái bên cô bỏ cho thêm. Hết là hết cái cây thôi. Rồi hết đi. Còn những cái mà anh này nhanh mà đâu khó khăn gì như mấy món đồ ăn mặn đâu. Có điều là nó hơi lạnh thôi. Đó đúng rồi. Quá đẹp. Cái này là 4 phần 20 ngàn ha. Không mà chất lượng chứ bộ. Mình thấy mít là nhiều lắm luôn. Mít nè, khóm nè. Rồi mật. Chùm ruột. Chuối. Chanh muối. Siro. Mấy món cốc tay khác á, nó còn có cái gì nữa phải không? Nó còn có cái sợi gì quên mất tiêu rồi. Sợi gì xanh xanh đỏ đỏ. Đúng rồi. Táo nữa. Đúng không? Cái sự khác biệt giữa siro và cocktail á, mình đọc đúng á, cocktail là cái cocktail đó là họ có bỏ rượu một chút xíu rượu, ừ, nhiều loại rượu lắm không biết, nhưng mà ở đây thì nó chỉ có siro thôi, chuẩn của nó là siro. Siro mà mình thấy đựng trong cái chai đó với lại cái chai mà siro mình mua ở ngoài quán khác nha, ở ngoài mấy cái chỗ quán bán khác nha. Mẹ mình cũng làm siro dâu ở nhà rồi nhưng mà cái chai đó khác. Còn đây cô đựng ở cái chai khác. Hết bán chai nhựa rồi. Cái chai này nè, cô bán á. Mấy cái người mà hồi xưa người ta hay bán đồ ăn á, người ta bán trong này không à, siro cũng đóng chai này. Mà nước tương. Nước tương giống. Ừ. Mà mấy cái nên là mấy cái hàng quán mà bán không. Một chi lâu năm. Ừ đúng đúng chính xác. Bị sầu giòn á. Đúng rồi. Đã lắm. Họ đục cái lỗ ở trên đầu á. Đó. Thôi đừng giống cái chai này nó tiện. Nó tiện hơn là cái chai nhựa. Rồi được 8 phút rồi nè. Mình nghĩ là cái này lọc cũng không cần ăn đá đâu, nó chỉ cần húp nước thôi. Trời thèm quá mọi người ơi. Ngon. Đúng rồi, nó đâu có no đâu. Cũng được gần gang tay á mọi người. Phân chén tay của mình là khoảng 24-25 á. Ly này mai mốt chắc phải ăn chè hay là trà sữa, ăn chè được á Lộc. Chè được á, chứ ăn trong tô thấy nhiều chè quá, nhiều nước quá. Có nhiều nước nửa tô nha. Ừ, không biết được nữa, không biết luôn á. Đừng đố à. Ừ. Mày uống trà sữa chết á, tại sao say chết luôn á. Đúng rồi, trà sữa nhiều say lắm, nó cho nhiều thứ vô đó lắm. Rồi húp đúng rồi. Wow. Chuối à, chuối sấy. Nhai á. Dài đúng không? Dài đã lắm. Ngồi nhành hộp không? Nè. Ngồi nhành hộp không? Mới đã nó. Nhiều quá. Nhiều thịt. 4 phần mà cô nói là muốn ăn một loại cũng được mà ăn đầy đủ cũng được. Quá. Nói chung là giờ trong này là còn đá không à. Cái đồ ăn nãy giờ Lộc cũng xử gần hết rồi. Lộc có kêu là bây giờ mà cái cẩm này về nhà trên đường đi là tới nhà là nó chảy ra là ăn hết được luôn. Đó rồi. Thì còn có vài cái chùm chùm ở dưới bạn. Ừ. Hấp dẫn quá. Nói dùng mà. Sao? Chơi giờ cho tới nhìn xét coi. Chứ mà lâu lắm rồi.
mình mới được ăn lại mấy cái này. Nói chung hồi nhỏ mình cũng không ăn mấy cái này đâu, mình cũng không có hảo ăn bạch, mình chỉ có hay mua nước ở trong trường á, là nước Coca, Pepsi, hoặc là lâu lâu mua kiểu bông hoặc cá viên thôi, chứ ít khi nào ăn mấy cái này lắm. Còn một cái món nữa mình nhớ đó là cái kem, kem đá khô, không biết anh có biết không, người ta lấy trong tủ ra một cái chai kem, lấy da sách tiếp tục cắm hai cái xiên vô. À biết cái rồi. Xong rồi quét cái lớp kem kem trắng này, ui cái đó anh hồi cái tí kem lạnh chảy nước đã lắm rồi. À, mình có đánh giá nhận xét như vậy, cái đây chỉ là một món chăn giải khát thôi, nhưng mà mình thấy nó giúp khi mùa nắng á, nó đem lại cho mình nhiều nhiều về cái quá khứ tuổi thơ lắm. Đặc biệt là ở đây nè, mấy cái nguyên liệu ở đây á nó ngon lắm. Nhất là cái mật với là chùm ruột mít, rồi đặc biệt là cái chanh muối nha, nó cần giúp cho mình cân bằng cái hương vị. 15.000, 20.000 là cái giá của một ly nước giải khát siro đá bàn nha mọi người. Thời gian thì cô bán từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều nha mọi người. Chiều là 10 rưỡi. Tại vì sau 5 giờ là có người ta ở đây ta bán đồ ăn mạnh rồi. Đó. À, mình xin nhắc lại cái địa chỉ ở đây là số 250 đường Hai Bà Trưng, quận 3 đúng không? Ăn xong quên luôn, nhà thờ Tân Định mà kêu quận 3. Nhà Tân Định là quận nhất chứ. Quận nhất hả? À, tại vì khúc dưới nó là quận 3. À, quận nhất cho mọi người nha. Bậy bà không, bên dưới là quận Phú Nhuận. Rồi ăn xong cái tê tái luôn, tâm hồn luôn. À, rồi nói chung là hôm nay là coi như là một cái clip nhỏ nhỏ để tụi mình khai trương một cái show. Và là mừng được kênh mình sau cũng gần một năm. Và mình cũng xin cảm ơn tất cả những quý vị khán giả cũng như các cô chú Mạnh Thường Quân, đúng rồi, đã hỗ trợ cho anh em tụi mình và cũng như kênh của tụi mình có được ngày hôm nay đó. Đúng rồi, tức chưa gọi là gì lớn lao nhưng mà tụi mình vẫn sẽ làm vì đam mê và đam mê ẩm thực, và gọi là muốn chia sẻ một cái gì đó, địa chỉ những cái quán ăn ngon rẻ trong thành phố, chất lượng đó đến cho mọi người. Đúng rồi. Còn ví dụ mà view cao hay view ít thì nó cũng mình cũng chưa biết được, đúng không? Đúng rồi, cái nào clip nào mà ăn thử thách thì có thể là view cao, còn clip nào mà ăn review thì nó sẽ là view nó cũng không cao. Nên mình nói chung với tụi mình thì tụi mình cứ có thời gian rảnh là tụi mình sẽ đi quay và làm clip cho mọi người. Rồi. Và những bạn nào có những cái địa điểm nào mà có ăn ngon hoặc là những hoàn cảnh nào khó khăn á, cứ comment bên dưới, tụi mình sẽ đến để quay clip và cũng như là trải nghiệm ẩm thực ở những cái chỗ đó cho mọi người xem nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip của tụi mình. Nếu mọi người thấy clip hay thì hãy để lại cho tụi mình một like, một đăng ký kênh, coi như đó là một cái động lực để hỗ trợ tinh thần của tụi mình nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Bye bye. A few moments later.